À, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mấy anh em tôi lại đi bắt kiến, là kiến màu. Kiến này là kiến màu đen. Ở đây toàn chỉ có những người Thái ở đây người ta ăn. Đang đi lên để đi tìm chỗ nào có để bắt. À, ở trên kia là có tổ kiến các bạn nha. Đó, đen đen kìa. Đấy kìa. Nay mấy anh em đi bắt kiến này. Lại kiến đen này về để nó là món đặc sản ở đây, người ta bán tới ký 100.000 gì đó. Đây đang chặt đây. Đó, chặt nhát là đổ luôn này. Loại này là nó hay ở gần nước các bạn nha. Nó không có ở trên cao lắm đâu, bởi vì nó phải ở gần nước như này. Chỗ này có đầm nước này. Để nó có thể là nó uống nước. Này, tổ to lắm. Nó có trứng chưa? Chắc là chưa có rồi, nghe nói nhẹ. Có chưa? không? Ôi, chưa ăn thua rồi. Khổng quá. Mùa này chưa có. Nghe mùi thơm thơm nhỉ. Con già nó không biết ăn được không? Đây tổ to thật đấy. Nhưng mà trứng ít. Này mùa kia chắc phải mấy ký luôn. Không có nhưng mà ít lắm. Có nhưng mà ít. Này cũng có nhưng mà ít. Ồ, cũng có đây. Nhưng mà so với được cũng không bao nhiêu cả. Hết chưa mà vứt. Bình tĩnh. Đây này. Kiến này. À đây. Kinh nghiệm. Lấy kiểu này. Chặt nhỏ ra nó mới rơi được hết chứ. Cũng có nhưng mà ít. Còn con già không? Ghen kích chùa không? Ho mệt cắt. Quay hết luôn à? Ăn được cả con già đó hả? Này ăn cả con già các bạn nha. Đây, đây. Đổ vào đây, nó sẽ không có chảy được. Tiến bộ hơn ngày xưa rồi. Ôi ôi trời trời. À, ra ngoài. Ngày xưa phải mang cái nẹp đi theo, ngày nay dùng bằng cái bạt này. Có
có nhưng mà cũng không bao nhiêu. Đây này, phải gõ gõ kiểu này các bạn nhé. Mà lúc đầu tôi quên mất là bắt con này làm cái kiểu này này. Mình chặt ra xong mình chọc vào xong lấy cây chọc vào xong mình gõ kiểu này. Lâu lắm rồi, trên 20 năm nay rồi. Không còn biết đến món này này. Món này chỉ có những người, có thể là người Thái ở Thanh Hóa người ta mới ăn. Nhưng mà bây giờ mấy ông người Kinh ăn nhiều hơn mấy ông người Thái. À, chuẩn bị đang leo lên để bắt thêm tổ nữa các bạn nha. Đây, có ông anh đã tuổi khỉ mà đúng là leo như khỉ thật. Ngày xưa ông leo cây giỏi lắm, chả ai qua mặt ông được. Này, giờ có tuổi khác. Đây, lên để chặt đây. Tổ nó nằm trên kia. Đó, đen đen kìa. Đang chặt đấy các bạn. Đây, kéo xuống, kéo xuống. Đúng là người rừng đất. Ôi rồi, 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 rồi. Đâu rồi? Có nhiều không? Cầm trao chưa? Cái gì có bổ rễ nó hay thế ta? Lút không hay. Không biết tổ nó có nhiều không? Không biết được. Nhẹ không? Không biết tổ nó có. Ôi ơi. Mi. Cột nước vẫn có khơ mà nuôi tốc ăn rồi. Ờ quả lại. Này nhiều hơn các bạn nha. Nhiều hơn. Quả to à, trứng to hơn. Ôi. Đây, quả to lắm các bạn. Loại kiến này gọi theo tiếng Thái là một hay này. Nói đấy. Một hay. Nó là dòng kiến đen. Mà trong Tây Nguyên thì họ toàn ăn những loại kiến đỏ thôi. Không ăn kiến đen này đâu. Thơm hết đi. Đây này. Có trứng này này, trứng to rồi này. Ôi giời ơi. Muốn. Đây đang gõ để cho trứng bà con nó rơi xuống nha.
À trứng nhiều hơn. Chưa một thể vừa phát một hạt nữa. Tập hạt thứ hai. Chú họ nước cuồng. Cho bà chú họ tám ăn đang kèn. Ở đây là chòi nhà bố mẹ tôi các bạn nha. Này nay mấy anh em tôi đi bắt kiến đây. Có hàng rào rất đẹp này. Đây làm bằng cây bầu. Ồ, lại này họ hay làm nan này. Ồ, nhắm chim, nhắm chim. Bố ơi, ai cắt nhìn đèn tôm độc không chỉ được có tiếng của. Đâu? Leo lên để bắt thêm một cây nữa các bạn, à, một tổ nữa các bạn nhé. Đây, cây này cây cam này. Đây hai tổ nhỏ luôn các bạn nhé. Những món kiến này là chỉ có những người ở đúng là Quan Hóa quê tôi mới ăn những món này thôi. Cái này là để đan cỏ các bạn nhé, để kẹp này. Này chỉ có người ở Quan Hóa mới biết thôi này. Gọi tiếng Thái là gọi là cán cham này. Bác đây, bác chạy đây các bạn nha. Không chạy là nó cắn tay ạ. Nhà đang hái thêm nấm này. Và nấm này ăn ngon lắm. Nó có thể ăn sống được. Mình giả lên là ăn thôi. Mà nấu canh cũng ngon lắm. Này. Này thêm với lại món kiến nữa. Cái này đang giả sẵn các bạn nha. Để hồi nó giã xong bỏ chung vào cái nẹp kia để mình đáy cho nó. Cái này khỏi dập trứng với lại khỏi hạn chế nó bò. Đây các bạn nha, đang sàng lọc lấy trứng này. Bỏ vào cái nẹp này. Đây đang đáy này. Đây. Này đang sàng lọc này. Sang lọc rồi đây. Mùa này trứng chưa nhiều các bạn nha này. Trứng hơi ít nhưng mà nay ăn thử con loại gà này ăn cũng ngon lắm. Chắc kiểu này đi bắt hết loại gà về ăn này. Thôi chắc cái loại gà thôi.